Why do I try? Đi im im, bạn diễn đạt. Nghe nha, im nha, nghe nghe bạn diễn đạt nó là cái gì nè. Đó. Đó. Gì vậy con? Con rắn. Yeah. Yeah. Rồi, cuốc. Rồi bây giờ bắt đầu đến gia đình bên đây. Này này im im im, nghe gia đình bên đây bắt đầu. Gia đình bên đây bắt đầu ra. Rồi. Rồi chưa? Bắt đầu diễn. Nghe nha, cha. Đi im im, bạn diễn đạt. Nghe nha, im nha, nghe nghe bạn diễn đạt nó là cái gì nè. Đó. Đó. Gì vậy con? Con rắn. Yeah. Yeah, rồi, cuốc. Rồi bây giờ bắt đầu đến gia đình bên đây. Này này im im im, nghe gia đình bên đây bắt đầu. Gia đình bên đây bắt đầu ra. Rồi. Rồi chưa? Bắt đầu diễn. Nghe nha, cha. Diễn con gì? Con thỏ. Hay quá, xuất sắc xuất sắc. Đi im im, bạn diễn đạt. Nghe nha, im nha, nghe nghe bạn diễn đạt nó là cái gì nè. Đó. Đó. Gì vậy con? Con rắn. Yeah. Yeah, rồi, cuốc. Rồi bây giờ bắt đầu đến gia đình bên đây. Này này im im im, nghe gia đình bên đây bắt đầu. Gia đình bên đây bắt đầu ra. Rồi. Rồi chưa? Bắt đầu diễn. Nghe nha, cha. Diễn con gì? Con thỏ. Hay quá, xuất sắc xuất sắc. Đi im im, bạn diễn đạt. Nghe nha, im nha, nghe nghe bạn diễn đạt nó là cái gì nè. Đó. Đó. Đây đây là cái hướng bên này, nhấn bên đây.
nghe gia đình bên đây bắt đầu, gia đình bên đây bắt đầu ra rồi, rồi chưa, bắt đầu diễn nghe nha. Chà con công gì đấy trời, con gì đấy cưng dữ ai trời, con gì, con gì đó. Đạo diễn con gì? Bạn đó là con chó, bạn đó là con chó, còn ai cắn con khác nữa không?
Đâu đáp án là cái gì con? Con chó. Con gì? Con chó. Con đáp án của con là con gì? Con chó mà. Của con đang diễn đạt là con chó hay con mèo vậy? Chó. Con chó phải không?